Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Tủ Sách Đầu Tư, nơi mình chia sẻ những mẹo, công cụ tốt nhất để đạt được tự do tài chính thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu bạn ý trong các bộ phim cổ trang ngày xưa, thì họ thường đào các hào sâu xung quanh các tòa thành để bảo vệ sự giàu có và hạnh phúc của họ khỏi những kẻ xâm lược. Ngày nay, may mắn thay, người dân chúng ta không phải lo sợ cho tính mạng của mình như ngày xưa nữa, nhưng các doanh nghiệp vẫn làm điều đó. Các công ty cho xã hội tư bản chủ nghĩa sống trong một môi trường khốc liệt, nơi mà nếu bạn tình cờ tìm thấy một thị trường ngách mang lại lợi nhuận khủng, thì sự cạnh tranh sẽ tìm đến bạn. Và Warren Buffett của chúng ta cũng yêu thích những công việc kinh doanh siêu lợi nhuận như thế, nhưng ông cũng ghét việc những khoản lợi nhuận này bị sự cạnh tranh lấy đi. Do đó, Buffett khẳng định rằng có một con hào xung quanh lâu đài kinh doanh của mình có lẽ là tiêu chí quan trọng nhất khi đầu tư vào các công ty trên thị trường chứng khoán. Và ông không tìm kiếm những chiếc kênh nhỏ, thứ mà ông tìm kiếm là những chiếc hào sâu và rộng. Với tư cách của một nhà đầu tư, chúng ta muốn rằng con hào đó phải được mở rộng hàng năm. Trong video này, bạn sẽ học được cách xác định các công ty có thể duy trì lợi nhuận trong thời gian dài. Và đây cũng là kỹ năng quan trọng nhất mà một nhà đầu tư phải có. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, hào là gì? Để các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm hào trong kinh doanh, mình sẽ giải thích thêm một chút. Có một công việc kinh doanh cực kỳ sinh lời, cũng giống như có một người yêu cực kỳ hấp dẫn. Bạn biết đấy, sẽ có sự cạnh tranh cho những thứ như vậy. Trong cả hai trường hợp, nếu bạn muốn duy trì vị trí thuận lợi của mình, bạn sẽ cần một lợi thế cạnh tranh bền vững. Và đây chính xác là những gì Warren Buffett muốn nói về khái niệm con hào. Theo Wikipedia thì trong kinh doanh, lợi thế cạnh tranh là thuộc tính cho phép một tổ chức vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh. Hiệu suất vượt trội nên được đo lường so với đối thủ cạnh tranh trong cùng một ngành và so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong ngành đó. Nó có thể là khả năng sinh lời cao hơn, khả năng thu hồi vốn cao hơn, hoặc là thị phần lớn hơn. Vì sức mạnh của một con hào rất khó có thể đo đếm được bằng các con số, vì thế không có công thức nào cung cấp cho bạn điều đó chính xác nhất. Bạn cần phải hiểu doanh nghiệp đó. Bởi vì một con hào không thể đo lường dễ dàng như vậy, nên mọi người không giỏi trong việc xác định chúng. Và trong đầu tư, khi bầy đàn gặp khó khăn về điều gì đó, thì đó chính là cơ hội. Warren Buffett có một câu hỏi quan trọng để xác định các con hào khi ông ấy nhìn vào một doanh nghiệp. Khi ông ấy mua Sea Candy vào năm 1972, ông đã tự nhủ: nếu tôi có 100 triệu đô la, tôi muốn tham gia và tiếp quản Sea Candy. Liệu tôi có thể làm được hay không? Và ông đi đến kết luận đó là không. Vì vậy, ông đã mua Sea Candy. Buffett cũng có câu nói tương tự về việc tiếp quản công ty nước giải khát hàng đầu, đó là Coca-Cola. Nhưng lần này thì con số đó là 100 tỷ USD. Kết luận của ông vẫn là không. Và bất cứ khi nào, không thể chốt ngôi một doanh nghiệp kiếm được 7 đến 10 tỷ đô la một năm, ngay cả khi bạn có 100 tỷ đô la. Bạn biết rằng doanh nghiệp nói trên sở hữu một con hào rất rộng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng câu trả lời cho các câu hỏi này là một nghệ thuật, chứ không phải là một môn khoa học. Cách nhanh nhất để hiểu nghệ thuật này đó là quan sát một số khoản đầu tư quan trọng nhất của Warren Buffett. Hãy để tôi cung cấp cho bạn một vài ví dụ. Coca-Cola là nước giải khát hàng đầu trên thế giới trong một thời gian rất dài. Gần 2 tỷ phần đồ uống của Coca-Cola được tiêu thụ mỗi ngày. Điều gì làm cho Coca-Cola trở nên đặc biệt như thế? Nói chung, Warren Buffett gọi con hào này của Coca đó là chia sẻ tâm trí. Ý của ông khi nói điều này là trong tâm trí của hàng tỷ người trên khắp thế giới có một điều gì đó tuyệt vời gắn liền với thương hiệu Coca-Cola. Có thể đó là sự sảng khoái, hạnh phúc hay là một điều gì đó tương tự. Và bất cứ lúc nào khách hàng muốn cảm thấy sảng khoái, sẽ có một cốc Coca-Cola ngay trong tầm tay của họ nhờ vào hệ thống phân phối đáng kinh ngạc của công ty. Đây cũng là một con hào. Đây là những điều làm cho lợi thế cạnh tranh của Coca-Cola trở nên bền vững, và rất có thể nó cũng sẽ tồn tại trong 20 năm hoặc 30 năm tới. Một công ty khác có lợi nhuận khổng lồ đó là Apple, hiện là khoản đầu tư thành công của Buffett. Lợi thế cạnh tranh của nó giống như Coca-Cola ở chỗ nó là một thương hiệu mạnh, và nó cũng có một con hào đó là chia sẻ tâm trí tích cực. Nhưng có hai điều khác mà tôi muốn chỉ ra ở đây, đó là đầu tiên đó là Apple có những hiệu ứng mạng quan trọng. Điều này có nghĩa là càng nhiều người tham gia vào cộng đồng dùng Apple thì nó càng trở nên có giá trị. Càng nhiều người sử dụng Apple, càng nhiều nhà phát triển ứng dụng muốn sản xuất các phần mềm, các ứng dụng cho App Store thì càng nhiều người sẽ sử dụng iPhone, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Thứ hai đó là
và có các hiệu ứng kỹ thuật. Điều này có thể không quan trọng bằng lý do đã đề cập trước đó, nhưng nghiêm túc mà nói, bạn sẽ rất bối rối mỗi khi được yêu cầu thao tác trên một chiếc điện thoại đang chạy Android khi bạn từ trước đến giờ chỉ sử dụng iPhone. Ngay cả khi một chiếc Samsung hay là một chiếc Huawei hay là Xiaomi được bán với giá thấp hơn 200 đô la hoặc có thể là 1.000 đô la, thì bạn cũng sẽ không bận tâm đến việc chuyển đổi sang điện thoại khác, vì điều đó cũng có nghĩa là bạn phải học lại cách thao tác. Tiếp theo chúng ta có thể kể đến đó là BNSF, một trong hai công ty đường sắt thực sự lớn ở Bắc Mỹ. Nếu công ty của bạn cần di chuyển những vật có tải trọng lớn trên quãng đường dài và bạn nhạy cảm với chi phí vận chuyển, thì bạn sẽ chọn đường sắt. Và bạn không có quá nhiều lựa chọn ở đây. Tại sao? Bởi vì sẽ cần một lượng vốn và thời gian đáng kinh ngạc, chưa kể đến xác nhận của chính quyền để xây dựng một mạng lưới đường sắt tương tự của công ty BNSF. Do đó rất khó để thay thế hoạt động kinh doanh có lợi nhuận của họ. Sikandy là một khoản đầu tư quan trọng thứ 3 của Warren Buffett từ trước đến nay. Để có 100% quyền sở hữu trong nhà sản xuất sô-cô-la cao cấp này, ông đã chi khoảng 40% giá trị tài sản ròng của mình trong những năm 1970. Đó là một vụ cá cược lớn, và nó cũng đã được đền áp. Sikandy có lợi thế tâm trí tương tự như Coca-Cola, nhưng chỉ ở địa phương California. Tuy nhiên, có một lợi thế khác mà Sikandy có. Coca-Cola cao cấp rất hiếm khi được mua và chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Khi bạn mua sô-cô-la cao cấp mỗi năm một lần cho những người thân yêu của bạn, chẳng hạn như vào ngày lễ tình nhân, bạn sẽ chọn một nhãn hiệu cao cấp đã được công nhận, hay bạn sẽ tiết kiệm 10 đô la để chọn một lựa chọn mới rẻ hơn? Câu trả lời đã có trong đầu của bạn. Tiếp theo, chúng ta có Geico, công ty bảo hiểm lớn thứ hai ở Hoa Kỳ. Đây cũng là khoản đầu tư thành công nhất mọi thời đại của Buffett. Dù sao đi nữa, lý do nó có thể có lợi thế cạnh tranh bền vững như thế là vì đây là lựa chọn chi phí thấp trong một ngành mà giá cả là quan trọng đối với khách hàng. Bảo hiểm ô tô là một khoản chi phí lớn đối với hầu hết hộ gia đình. Là nhà sản xuất, chi phí thấp trong kinh doanh hàng hóa là một lợi thế rất lớn. Và nhờ thực tế là Geico dường như ngày càng tiết kiệm chi phí hơn khi nó tiếp tục phát triển, đây cũng là một lợi thế bền vững. Nếu bạn nhìn vào doanh nghiệp vừa được đề cập ở trên, thì bạn có thể thấy chúng đều có một điểm chung, đó là nó đã tham gia vào trò chơi được một thời gian rất dài. Facebook thực sự có vị trí vững chắc trong ngành. Nhưng nếu ai đó yêu cầu tôi cá cược rằng 30 năm nữa, Coca vẫn sẽ chiếm vị thế hàng đầu trong ngành nước giải khát, hay là Meta vẫn sẽ chiếm vị thế hàng đầu trong ngành mạng xã hội, thì tôi sẽ đặt cược tiền của mình vào Coca-Cola. Thông thường nếu một thứ gì đó có thể đạt được lợi thế cạnh tranh rất nhanh, thì bạn cũng phải lo lắng về việc họ sẽ đánh mất lợi thế đó một cách nhanh chóng. Ý tôi là khi một ngành đang thay đổi liên tục, thì có rất nhiều người nghĩ rằng họ là người sống sót, hoặc những người họ sẽ là những người phát triển thịnh vượng. Nhưng mọi chuyện thì thường lại diễn ra theo một cách khác. Còn các hoạt động kinh doanh của Coca-Cola hay là BNSF, Sikandy và Geico thực tế đã không thay đổi trong nhiều năm. Các nhà đầu tư thông minh nên ngừng theo đuổi các xu hướng mới nhất. Đôi khi, cũ lại là vàng. Bạn sẽ tự hỏi tôi nên đi đâu và tìm những con hào. Thì mình đã nói ở phần đầu của video thì để đánh giá một con hào thì rất là khó. Và trên đây cũng chỉ là một vài ví dụ và một vài thủ thuật mà mình đưa ra. Và không có điều gì có thể thay đổi những kiến thức về ngành và doanh nghiệp bạn có về công ty mà bạn đang muốn đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì ngần ngại bấm like và chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến với nhiều người hơn. Cuối cùng, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình, và sớm đạt được tự do tài chính thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán.